Xin chào các cô gái xinh đẹp và các anh chàng đẹp trai. Hôm nay chàng sẽ review kết hợp cả hai dòng son của Candy Lab. Nhưng trước đó thì chúng mình cùng makeup đã nha. Hôm nay mình dùng cushion to bự có tên là Peach Dewy này. To và trông vui mắt lắm luôn. Miếng mút cũng to bự, bên trong được chia thành hai ô. Ô ở trên là lớp kem màu hồng nhạt có chức năng làm ửng sáng, và ô ở dưới là lớp màu nền. Khi dùng, mình sẽ nhấn đều mút xuống để lấy cả hai phần luôn. Vì miếng mút hơi bự nên chỉ cần táp nhẹ là kem đã tán đều cả khuôn mặt rồi. Để tán kem ở các phần góc như là hốc mắt, mũi thì mình sẽ gập đôi lại. Bản cushion này sẽ cho lớp nền bán lì, độ che phủ tốt, tông 23 khá là tuyệt với da của mình. Tiếp theo mình sẽ dùng chì kẻ mày có đầu siêu mảnh này cũng của Candy Lab luôn, có tên là Eye Brownie. Thường thì mình cũng hay thích dùng những loại chì kẻ có đầu mảnh như thế này, dễ viền và dễ phẩy các sợi lông. Chất chì mềm và không bị vón, màu 03 này cũng gần giống với màu tóc hiện tại của mình luôn. Chuốt thêm lớp mascara để màu lông mày được đồng đều hơn nhé. Với màu mắt, hôm nay mình sẽ sử dụng những ô màu nhỏ nhỏ này của Misha. Đầu tiên mình sẽ sử dụng ô màu kem để làm lớp base. Sau đó với màu nâu cam và cam đất ở hai ô dưới, mình sẽ thoa đều đầu cọ ở hai ô này và tán lên phần mí mắt. Chuyển sang hộp 06 là chất phấn Shimmer, mình thoa màu hồng ở ô giữa cho phần mí dưới và chồng lên phần mí mắt ban nãy đã thoa màu lì. Với hộp 19 là chất phấn nhũ, mình sẽ chấm đều đầu cọ ở hai màu dưới cùng và tiếp tục thoa ở phần mí mắt dưới. Với ô nhũ trắng trên cùng, mình sẽ chỉ thoa từ hốc mắt tới 1/3 mắt thôi, bước này sẽ giúp cho mắt có cảm giác bừng sáng hơn. Tiếp theo đó, mình dùng cây chì quen thuộc của Amimi để kẻ mí trong và một chút đuôi. Sau khi đã bấm mi và gắn một đôi mi giả rất là mảnh, mình sẽ dùng mascara làm dày của Candy Lab để chuốt. Một bên không mi và một bên có, sự khác biệt thấy rõ ràng đúng không mọi người? Mắt bỗng nhiên có cảm giác mở to hơn hẳn. Với phấn phủ thơm thơm xinh xinh cùng concept trái đào ngộ nghĩnh từ Eclipse, mình sẽ phủ ở hai bên gương mặt, phần hốc mắt và cánh mũi là những phần mà da dầu nhiều. Hoàn thiện với màu phấn má, vì hôm nay mục tiêu sẽ là swatch nhiều màu son khác nhau nên mình sẽ chọn những màu má mà mình cảm thấy là có thể hợp được với nhiều màu son nhất. Chắc chắn là không thể quên tạo khối được rồi. Bởi vì lúc ngày hôm nay cũng khá là nhẹ nhàng thôi nên mình cũng sẽ chỉ thoa một lớp rất là nhẹ. Sử dụng hai màu highlight cam và hồng, mình sẽ chồng lên màu má ban nãy để tạo độ bóng, và highlight màu trắng ở giữa cho phần sống mũi. Phần makeup đã xong rồi này, chuyển sang swatch son nha. Trong video 7 màu son Tết cách đây khoảng nửa năm thì mình đã swatch nhanh 2 cây, và hôm nay thì sẽ swatch đủ tất cả các màu hiện có của hãng luôn. Bắt đầu với 8 cây son của dòng Cream Pop The Velvet Lip Color trước nha. Cream Pop thì mang một thiết kế đơn giản và khá là hút mắt, thiết kế trục tròn với sắc trắng chủ đạo, tên màu được in rất to và rõ dọc trên thân. Khi mà đa phần các hãng son vẫn đang tập trung theo kiểu thiết kế vỏ bên ngoài thể hiện màu son bên trong, thì packaging trắng toàn bộ như thế này lại mang tới một cơn gió khác lạ. Vì thế nên hôm nay mình cũng chọn một chiếc áo trắng cho liên quan hơn. Son có trọng lượng 4.5g, đầu son có thiết kế cong cong uốn lượn, lớp cọ mềm lướt trên môi dễ chịu. Son có mùi hoa quả hơi nồng, khiến mình liên tưởng tới mứt cherry khi thoa lên. Sau khoảng 5 phút, mùi son sẽ bay dần. Màu 03 About Time là một trong những màu được các bạn quan tâm và hỏi mình nhiều nhất. Đây là sắc cam đất trẻ trung, không quá kén da, không nghiêng quá nhiều về nâu hay cam mà có pha đỏ vừa đủ để mang lại sự tươi tắn cho khuôn mặt và cũng không quá kén men răng. Về chất son, đây là dạng son kem kết hợp tin, lớp son lướt mềm, không đặc cũng không lỏng quá. Nếu chỉ thoa lòng môi, bạn sẽ thấy lớp tin thể hiện rõ ở phía trong môi. Khi thoa cả môi, lớp son sẽ trải đều chứ không bị vón. Và càng chồng nhiều lớp thì sẽ thấy độ bóng, một ít thôi chứ không nhiều, không hẳn là son bóng. Mình cần nhúng đầu cọ 2 lần để thoa cả môi. Thành phần có chứa chất đàn hồi silicone nên khi mới thoa lên môi thì mình thấy ngay hiệu ứng mờ rãnh và mịn môi. Lúc bặm môi lại sẽ cảm giác như có lớp màng mỏng, không thấy dính. Son khá nhẹ và dễ chịu, không thấy nặng hay là bám chặt quá.
04 Trust Issue ban nãy là sắc cam đỏ tươi hơi chóe một chút, cộng với 05 Blind Kids tông đỏ tươi này, hai tông màu dùng mùa hè siêu rực rỡ chói chang. Từ màu này trở về sau, sắc teen beige hồng rất rõ, tạo nên lớp stain đậm trên môi, kể cả sau khi lau son đi rồi. Vì các sắc son ở sau có nhiều tông đỏ trong đó hơn, nên phần teen cũng lưu lại lâu hơn. Vì là dạng son kem mềm, không khô lại hoàn toàn, khi ăn uống bạn sẽ thấy lớp son trên cùng có phai ra thành ống hút, bát thìa và để lại lớp teen ở dưới. Nếu như chỉ uống nước nhẹ nhàng thì sau đó lớp teen màu vẫn còn lại xinh xinh, còn nếu bạn ăn lẩu những bữa lớn thật lớn thì sau khi ăn màu son cũng không còn và cần dặm lại. 06 Date Night là tông hồng baby, một tông hồng một chút xíu đỏ. Rất là điển hình những sắc son mà mình biết tới Hàn Quốc từ xa xưa. Hiện giờ thì khi mà sang bên Hàn Quốc thì mình vẫn thấy rất là nhiều bạn nữ dùng màu này. Nhưng tông này thì sẽ hơi kém với sắc da của các bạn gái Việt Nam. 07 Warm Blood là màu mình thích nhất trong cả 8. Đây là tông đỏ nâu rất là dễ dùng và không kén da. Thoa lớp mỏng hay đậm hơn đều xinh. Thoa mỏng thì sẽ thấy có cả ánh cam trong đấy nữa. Còn khi thoa phu môi lên rồi thì sẽ thấy sắc đỏ chiếm hết. Xinh ơi là xinh. 08 Going Wild hồng đỏ, một tông son quen thuộc, hữu dụng và an toàn. Vì sao ư? Sắc son này luôn khiến tông da bạn trở nên sáng hơn, cả màu răng nữa. 09 Antisocial có sắc nâu trầm, ít đỏ. Đây là sắc son trông nguy hiểm nhất nhưng đáng tiếc là lớp son lại không đều nhất. Nhìn xa sẽ không thấy nhưng nếu soi thật gần thật kỹ thì mọi người sẽ thấy. Ngoài điểm trừ đó ra thì chất son vẫn như các màu khác, không bị bột và vẫn lướt trên môi mềm mại. Mức giá trung bình của bạn này hiện trong khoảng 160.000, một mức giá rất là học sinh. Ba màu Trang nghĩ sẽ phù hợp với tông da các bạn nữ Việt Nam sẽ là 03, 07 và 09. 6 bạn son Lipstalker có dáng thanh mảnh gầy gầy. Lipstalker là dòng son bấm, được thiết kế ánh gương bạc ở ngoài. Mỗi màu son sẽ được thể hiện bằng màu chữ khác nhau ở trên chữ Lipstalker. Son thuộc dạng búp bấm, mỗi lần dùng chúng mình sẽ ấn nút ở dưới đáy, có tiếng kêu tạch tạch. Bạn nên quan sát đầu son để ấn một lượng vừa phải, vì khi son đã trồi lên rồi thì không kéo xuống được. Nếu lỡ ấn lên nhiều quá thì son có thể bị chạm nắp và chảy mất đầu son xinh đấy. Nếu như các bạn thắc mắc vì sao lại phải là thiết kế kín khí, kín hơi, nắp đóng khá chặt và không trượt xuống được, thì mình nghĩ lý do lớn nhất đó là để bảo vệ chất son mềm ở bên trong. Một số chất son đòi hỏi tình trạng bảo quản đặc biệt để đảm bảo sự ổn định trong thành phần. Điểm cộng của thiết kế này có lẽ là nếu chẳng may đánh rơi hay để trong túi có va đập nhiều thì chúng mình lại không phải lo lắng rằng đầu son bị gãy. Mỗi kiểu packaging lại đều có điểm cộng và điểm trừ riêng nhí. Son có trọng lượng 3.5g, không có mùi gì rõ. Về chất son, nếu bạn nào đã dùng son kem lì, liquid matte thì chính là chất son của bạn này đây. Khi thoa lên tay và môi sẽ thấy lớp son ri rất là mềm, sau đó khô lại khá nhanh. Vì vậy mọi thao tác tán hay bặm môi sẽ cần nhanh trong khoảng 15 đến 20 giây đầu. Đây cũng chính là câu trả lời tiếp theo cho phần vỏ son. Nếu vỏ ngoài không kín khí thì dần dần son ở trong sẽ khô lại và khó dùng các lần sau. 03 Off Limit này khá giống với màu 02 ban nãy, có nhiều sắc đỏ hơn một chút, khi khô lại hoàn toàn sẽ thấy có cả sắc hồng trong đấy nữa. So với 8 màu của dòng Cream Pop, mình thấy 6 sắc son của Lipstalker tổng thể trầm hơn về sắc độ. Sắc son nào cũng có ít nhiều tông đất trong đó và khá hợp với màu da của các bạn gái Việt Nam, trừ màu đầu tiên 01 là sắc hồng san hô, hơi bị kén da. Tới màu yêu thích của mình rồi đây, 04 Copycat nâu đỏ rất xinh và không sợ bị già, đã thích từ video Tết và đến bây giờ vẫn thích cái màu này. Khi lớp son set lại rồi thì sẽ dần bám vào môi hơn và không trôi khi bạn ăn nhẹ hay uống nước. Son sẽ lên đẹp nhất khi bạn thoa cả môi. Kiểu chất son này sẽ phù hợp với những bạn có đôi môi mềm mượt, không có vẩy da chết và thích cái nhìn lì thật lì, không bám dính khi uống nước. Chính vì độ lì này nên điểm trừ nho nhỏ có lẽ là lộ vân môi hơi nhiều nếu nhìn gần, nhìn kỹ. Son không có lớp teen ở dưới và sẽ tẩy đi nhanh nhất khi tiếp xúc với dầu.
05 Insomnia là tông tím hồng. Khi khô lại hoàn toàn thì sắc hồng sẽ hiện rõ hơn. Nếu không make up thì sẽ khó dùng đấy. Tuy nhiên nếu bạn chưa thử bao giờ thì Trang lại rất khuyên bạn nên thử. Biết đâu lại hợp ơi là hợp và bạn tìm được màu son yêu thích mới thì sao? Màu cuối cùng của dòng này là 06 Hot Mess. Cũng là một sắc đỏ nâu nhưng không quá nhiều nâu. Tông son này cũng không cần make up. Nếu sử dụng hàng ngày thì một lớp nhẹ lòng môi cũng đã rất xinh rồi và màu son không bị ngả về hồng. Hai dòng son với những đặc điểm khác biệt khá rõ ràng, hy vọng mọi người sẽ chọn được màu và chất son yêu thích nha. Phần review tới đây là kết thúc rồi, tổng kết bằng bảng swatch của hai dòng son. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và Trang sẽ hẹn gặp bạn trong video tiếp theo nha. Bye bye!